Vâng, chào mừng tất cả các anh chị và cô chú cùng các bạn trẻ đã quay trở lại với kênh của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Em cũng gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tới tất cả các anh chị, cô chú cùng các bạn trẻ. Vâng, hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị một chiếc xe. Em nó tên là Toyota Camry. Máy 3S nha anh chị nha. Sản xuất năm 1989 nhưng xe này được lăn bánh và nhập về Việt Nam mình năm 1993 ha. Với dung tích xi lanh là 1.998, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Hiện tại thì em nó vẫn còn hiệu lực đăng kiểm tới ngày 7 tháng 12 năm 2020. Xe này đến từ thương hiệu của Nhật Bản nha anh chị nha. Giấy tờ thì đầy đủ, hợp lệ đăng bảo hiểm có luôn chị ha. Xe này cứ 6 tháng mình đi đăng kiểm một lần. Bên em bán cho tất cả các cô chú, anh chị với giá thành chiếc xe này là 59 triệu. 59 triệu cho một chiếc Toyota Camry sản xuất năm 1989, nhập về Việt Nam năm 1993. Con xe này thì em bán cho tất cả anh chị nào đang trong quá trình tập lái với giá thành là 59 triệu. 49 triệu, sorry. Con xe này anh chị nào thích sở hữu trước nó thì xin vui lòng điện thoại cho em. Thì số điện thoại đó là 0983029131 hoặc 0796822220. Và bây giờ cũng như mọi chi tiết khác, em sẽ đi sơ lược về một dòng cho anh chị của chú cùng tham khảo về chiếc Toyota Camry này ha. Em nó thì mang một lớp áo màu trắng. Đồng sơn si của em nó thì cũng còn rất là ok anh chị ha. Đó, anh chị thấy không? Nước sơn của em nó rất là ok. Bản số đang đeo là 63A01512. Con xe này là bản số đang đeo là ở Tiền Giang nha anh chị nha. Xe này thì bên em bán cho anh chị với giá thành là bao tranh chấp nha. Anh chị cũng đừng có hỏi là rút hồ sơ hay là ủy quyền gì ha. Xe có 40 mấy triệu 49 triệu. Còn anh chị nào thích làm thì sau này nó sẽ có cái thông tư vào ngày 1 tháng 8 thì anh chị làm cho nó dễ. Còn xe này là bên em bán giấy bao tranh chấp cho anh chị. Giấy tờ thì anh chị cứ cầm anh chị chạy chẳng sao cả. Đăng kiểm là 64 tỉnh thành, tỉnh nào đăng kiểm cũng được hết anh chị ha, nên cứ an tâm. Nước sơn ở bề ngoài em nó rất là ok. Và bây giờ mời tất cả anh chị theo em kiểm tra về tắp bi cửa ha. Con xe này thì 49 triệu thì em nó cũng không có len keng như những con xe mà 100 hay 200 triệu vậy ha. Nói chung chạy được là ok rồi anh chị. Nhưng mà sạch sẽ, gọn gàng đó. Anh em tính đồ Camry đâu hết Đây, một con xe Camry 49 triệu anh chị, sản xuất năm 89. Nội thất ở bên trong em nó thì được bọc một lớp ghế nỉ. Đó, một dàn ghế nỉ anh chị ha. Nỉ màu đỏ. Xe này thì chỉ cần vệ sinh ra là ok anh chị ha. Xe mới lấy về thì em cũng chưa có vệ sinh nên nó cũng hơi dơ. Đây, những cái lớp này vệ sinh lâu quá là nó sạch anh chị nè. Lâu là nó sạch nha. Em mới lấy về thì em chỉ rửa ở ngoài thôi. Sàn bọng thì cũng lót được một lớp chống sàn. Trần bọng thì được một lớp da. Nói chung nội thất là sạch sẽ anh chị ha. Tắp bi tắp luôn. Cửa nẻo thì đóng cũng rất là ok. Những đường vân chỉ thì em nó vẫn còn giữ được một cái nét của chiếc Camry. Và đây là cánh cửa bên phụ nè anh chị. Đây, tắp bi anh chị. Cửa anh chị thấy mở ra rất là bót luôn nè. Quá bót luôn. Nó mở tới đâu là đi theo ý mình tới đó luôn. Đó, tắp bi nè anh chị thấy không? Tắp bi nè, chỉ cần vệ sinh là sạch anh chị. Nó rất là đẹp. Đó, em để mộc mạc như vậy em quay luôn cho anh chị và cô chú cùng tham khảo luôn. Nội thất thì rất là ok. Đó, ghế nỉ luôn. Đấy, cái này nó bị móc tí em rảy em vệ sinh một cái là hết anh chị ha. Vậy thôi, nó lâu là nó sạch à. Này đơn giản lắm, không có gì cả. Đây là tắp bi cửa bên phụ anh chị. Cái xe thì theo năm tháng có một hai chỗ này là em nó bị chày anh chị. Cái này có khả năng là mình lấy một tấm đề can mình giả gỗ lên, dán rất là đẹp anh chị. Xe thì dây beo vẫn còn anh chị ha, sức beo vẫn còn luôn ha, beo chạy còn đàng hoàng luôn chị ha. Đây là băng ghế phía trước. Đó, anh chị thấy không, bộ ghế rất là đẹp. Sàn bọc, tắp bi, tắp lô. Thì hai cái dấu hiệu này ngày xưa là chủ trước người ta có đặt một cái vật gì lên đó, chẳng hạn như một cái tượng gì đó, thì theo năm tháng nó gỡ ra thì nó sẽ bị như vậy anh chị. Còn thích thì mình về mình dán lại, mình bọc lại cho nó sạch anh chị ha. Còn tất cả anh chị thấy không, những cái đường gân của em nó rất là đẹp nè anh chị thấy không. Gân ghiếc là những cái học gió của em nó rất là liền. Kèo cột thì xe cũ mà anh chị cũng không quan trọng. Với một chiếc Camry này thì xe chạy rất là ok anh chị. Em nó sở hữu cặp la giăng đúc, anh chị thấy rất là ok ha. Bốn cái vỏ của em nó không còn được coi như là 50-60% nha anh chị. Gai ghiếc được cũng còn rất là dày. Đèn bọng đồ rất là sáng. Và cũng được chủ trước hỗ trợ thêm một dàn đèn gầm. Đó, hai cái đèn gầm. À,
bốn cái kính này thì được dán phim cách nhiệt luôn anh chị, phim chống nóng rồi. Và đây là cánh cửa chính, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất là tắp bi cửa này anh chị thấy không? Tắp bi cửa tài nhìn rất là đẹp anh chị, đó, rất là đẹp, ok luôn ha. Bốn cái kính này là kính chỉnh điện hết anh chị, đó, dây beo là vẫn chạy hoạt động anh chị ha, mở ra là beo vẫn còn chạy nè, đây em mở cho anh chị xem luôn nè, đó. Đó, dây beo vẫn chạy anh chị thấy không? Beo vẫn chạy nha, vẫn hoạt động bình thường ha. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng theo em kiểm tra về bên trong hệ thống của chiếc xe này em nó có cái gì ha. Có cái chùm chìa khóa em bỏ đâu rồi ta? Mà bước vào bên trong hệ thống xe thì xe này là số sàn 5 cấp theo cần số của em nó anh chị. Xe thì có trang bị một dàn nhạc giải trí, nghe nhạc rất là ok. Những đường gương học gió anh của chiếc xe Camry anh chị thấy không? Em nó cũng rất là len keng, rất là đẹp anh chị. Nè ha, học gió nó không bị gãy một cái nào hết anh chị. Đó những vân, nó chỉ có xấu tí xíu ha trên này, cái này mình về mình kiếm cái gì đó mình bỏ lên lại thì nó đẹp anh chị ha. Dạ thấy gân không? Đó vân của em nó nè, rất là sáng luôn ha. Vô lăng thì cũng được chủ nhà trước là giả gỗ. Đó. May cái này thật luôn ta. Cái này không phải sơn anh chị. Cái này không biết họ dùng cái chất gì họ đánh lên. Nano nhìn rất giả gỗ, rất là ok. Đặc biệt là những cái viền này luôn vậy thôi, những cái viền này cũng được giả gỗ luôn, tự nhiên cái tôn vinh nổi bật lên làm một cái chiếc xe. Và bây giờ em sẽ nổ máy cho anh chị và các chú cùng tham khảo về chiếc Camry này nhé. Đó, thì hiện tại là máy đang nổ. Xe này thì máy lạnh anh chị cứ an tâm nha, máy lạnh rất là sâu, bao anh chị lạnh luôn, lạnh có hết anh chị cứ an tâm về dàn máy lạnh. Vô lăng thì tay lái trợ lực tích hợp vô lăng hai chấu, tay lái trợ lực cực kỳ nhẹ anh chị thấy không? Rất nhẹ. Mặt đồng hồ thì anh chị nhìn nè, tua máy có công kim báo nhịp, báo xăng, công tơ mét đồ đầy đủ, không thiếu một chức năng gì hết. Xi nhan đèn còi đầy đủ anh chị ha, gạt mưa có luôn anh chị ha, gạt mưa vẫn hoạt động bình thường ha. Và bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em kiểm tra về cái khoang máy của em nó như thế nào. Bốn kính thì chỉnh điện là đang hoạt động bình thường luôn chị ha. Đấy, lên xuống anh chị ha, bốn kính là đang hoạt động rất là chân chu luôn chị, bốn kính hoạt động rất là bình thường luôn anh chị ha. Kính bên này nữa nè, đây đó, kính này hoạt động rất là ok luôn. Bây giờ mời anh chị cô chú cùng theo em kiểm tra về cái máy nhé. Rồi em mở nắp capo coi. Đây là máy của chiếc Toyota Camry, máy 3S. Dung tích xi lanh là 1.9 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 7-8 lít trên 100 cây số nha anh chị. Với hệ thống là FI phun xăng điện tử nha anh chị. Đó, máy thì rất là khô ráo và sạch sẽ, không có nhớt anh chị ha. Những cái dòng máy Toyota này thì em nó đồ em nó rất là thông dụng nha anh chị. Anh chị nào đã từng xài máy Toyota thì anh chị sẽ biết rất là thông dụng. Hạn như Toyota Corona rồi những dòng Camry là máy em nó rất là thông dụng. Và đồ của em nó cũng là rất là dễ sửa. Với giá thành là 49 triệu thì anh chị và cô chú sở hữu một chiếc xe Toyota Camry đăng ký 5 chỗ ngồi, không hết niên hạn này. Máy móc anh chị thấy không? Rất là khô ráo ha. Rất là ok luôn. Đó. Xe thì được lót một lớp nỉ chống nóng, nắp capo. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng theo em kiểm tra về dàn gầm của em nó để xem như thế nào ạ. Để em tắt máy cho nó đỡ ồn nha anh chị nha. Và đây là dàn gầm của chiếc Camry. Những dòng xe nhập này thì đa số đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Thì dàn gầm của em nó đa số là rất là cứng cáp nha anh chị. Tại vì cái dòng sắt ngày xưa đó là người ta làm nó chất lượng lắm chị, chứ không những như dòng sắt, những chiếc xe bây giờ nó mỏng như dàn đồng lá lúa anh chị thấy không? Dàn gầm rất là ok anh chị ha. Đó.
Xe này chạy rất sướng anh chị nha, dòng Camry anh chị nào đã từng sở hữu thì anh chị biết chạy rất đầm, rất chắc, rất là sướng. Anh chị thấy dàn gầm không? Rất ok ha. Đó, thì em quay luôn cái cốp cho anh chị cùng tham khảo luôn đi ha. Lỡ làm clip rồi, làm cho kỹ cho anh chị cô chú tham khảo luôn, hết chi tiết luôn. Coi cái dàn cốp của em nó có bị mục mọt ở đâu không ha. Đây, ôi chà, nước không, tại em mới vừa rửa xe nước nó vô. Xe thì cũng được chủ nhà có một cái bạt để che xe lại anh chị ha. Cái này nước hồi nãy em rửa xe nó bắn vô, cái này tí nữa em sẽ vệ sinh lại nó sạch anh chị ha. Cốp thì anh chị thấy lớp nỉ nè, vẫn còn nguyên luôn ha. Đó, gầm bệ của em nó, này là bánh sơ cua anh chị. Đó, gầm bệ anh chị ha. Đó, em nó ở đằng sau cốp này rất là rộng. Anh chị cô chú mà đi dã ngoại thì được bao la đồ luôn, cực kỳ rộng luôn. Này chui vô hai người vô ngồi lọt mà anh chị, ngồi co giò lại lọt được đó anh chị ha. Này nó vẫn hen rỉ thôi mà nhưng em nó vẫn còn rất là chắc chắn đó. Cốp kiết nè anh chị ha, rất là ok ha. Với giá thành là 49 triệu thì anh chị sẽ sở hữu một chiếc Toyota Camry này. Em cũng sơ lược lại một vài chi tiết cho anh chị cùng tham khảo. Con xe này tên em nó là Toyota Camry, sản xuất năm 1989, lăn bánh về Việt Nam, nhập về Việt Nam là năm 1993. Con xe này đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Tay lái trợ lực, kính bấm, điều hòa có, nhạc có, gầm bệ đồng sơn rất là ok, nhìn cũng rất là sạch sẽ và đẹp. Dung tích xi lanh là 1.9, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 7-8 lít trên 100 cây số tùy theo cách của người chạy nha anh chị nha. Xe này thì bao anh chị chạy xe được luôn. Xe này bên em bán cho anh chị, em bán bao tranh chấp nha anh chị nha, chứ không có sang tên hay ủy quyền gì được nha anh chị nha. Tại vì chủ cũng qua 2-3 đời chủ thì cũng không biết đời chủ, thì anh chị cứ cầm cà vẹt này, giấy tờ này và đi đăng kiểm bất cứ ở đâu cũng được, không có ai hạch hẹn mình cả. Anh chị đã thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em theo số điện thoại đó là 0796822220 hoặc 0983029131. Bên em cũng có dịch vụ là giao xe 64 tỉnh thành trên toàn quốc trong vòng bán kính 100 cây số thì em sẽ miễn phí cho anh chị và cô chú. Còn trên 100 cây số thì anh chị vui lòng hỗ trợ thêm ít chi phí để cho em vận chuyển chiếc xe này về tận nhà cho tất cả các cô chú và anh chị nhé. Và anh chị cô chú ơi, cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông ngay góc bên tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đơn...